chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn học sinh lớp 2 về bài phép chia. Thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các bạn cũng đã làm quen với phép chia rồi đó. Ví dụ như là ở nhà các bạn, khi mẹ các bạn có 4 quả cam, mẹ nhờ các bạn xếp nó vào 2 cái đĩa. Vậy thì các bạn sẽ nhẩm và xếp vào mỗi đĩa như vậy là bao nhiêu quả cam nào? À, mỗi đĩa 2 quả cam, đúng không nào? Thì việc xếp những quả cam đó cũng đã làm quen với phép chia rồi đó. Bây giờ, cô có một ví dụ cụ thể như sau. Cô có 6 ô vuông được xếp vào 2 hàng, mỗi hàng có 3 ô vuông. 3 ô vuông được lấy 2 lần, nên ta có phép nhân 3 nhân 2 bằng 6. Bây giờ, 6 ô vuông chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 3 ô vuông. Như vậy, ta có phép chia để tìm số ô vuông trong mỗi phần là 6 chia 2 bằng 3. Đọc là 6 chia 2 bằng 3. Các bạn lưu ý, dấu hai chấm gọi là dấu chia. Vậy, cô có tất cả 6 ô vuông. Mỗi phần như vậy có 3 ô vuông. Thế thì theo các bạn có mấy phần như thế? Thì để tìm số phần, ta sẽ lấy tổng là 6 ô vuông, chia cho số ô vuông ở một phần, thì sẽ được số phần là 6 chia 3 bằng 2. Từ đó, cô có nhận xét như sau. Mỗi phần có 3 ô, 2 phần có 6 ô. Ta thực hiện phép nhân 3 nhân 2 bằng 6. Và có 6 ô vuông chia thành 2 phần bằng nhau. Mỗi phần có 3 ô. Ta thực hiện phép chia 6 chia 2 bằng 3. Tương tự như vậy, có 6 ô vuông chia mỗi phần 3 ô thì được 2 phần. Chúng ta thực hiện phép chia 6 chia 3 bằng 2. Vậy thì từ một phép nhân, ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng. Từ một phép nhân 3 nhân 2 bằng 6, ta có thể thực hiện được, lập được 2 phép chia tương ứng. Phép chia thứ nhất là 6 chia cho 2 bằng 3. Và phép chia thứ hai là 6 chia cho 3 bằng 2. Thì từ các cái ví dụ này, các bạn sẽ dễ dàng làm được các cái bài tập. Bây giờ cô có một bài tập. Cho phép nhân viết hai phép chia theo mẫu. Đây, có 2 hồ nước, mỗi hồ có 4 con vịt. Chúng ta thực hiện phép nhân 4 x 2 bằng 8. Và từ phép nhân 4 x 2 bằng 8, ta có thể thực hiện phép chia 8 chia 2 bằng 4, 8 chia 4 bằng 2. Tương tự như vậy, cô có 5 lọ hoa. Và mỗi lọ hoa như vậy có 3 bông hoa. Ta thực hiện phép nhân 3 x 5 bằng 15. Và tương tự từ phép nhân 3 x 5 bằng 15, chúng ta có thể viết thành hai phép chia là 15 chia 5 bằng 3
và 15 chia 3 bằng 5. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn bài bảng chia 2 và 3. Các bạn chú ý lên. Cô có tất cả là 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Vậy 4 tấm bìa như thế thì sẽ có bao nhiêu chấm tròn? Bây giờ 4 tấm bìa ta sẽ lấy 4 nhân 2 bằng 8. Vậy khi đã biết là có 8 chấm tròn rồi, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn như thế thì có tất cả bao nhiêu tấm bìa như vậy? Có 4 tấm bìa như vậy. Vậy thì ta làm thế nào để biết được có 4 tấm bìa? Ta sẽ lấy 8 chia 2 bằng 4. Từ đó, rõ ràng ta có thể thấy được từ phép nhân 2 nhân 4 bằng 8. Ta cũng viết được phép chia là 8 chia 2 bằng 4 bằng cách lấy tích chia cho thừa số này, ta sẽ được thừa số kia. Bây giờ, tương tự như vậy, từ bảng nhân 2, ta cũng có thể thành lập được bảng chia 2 như sau. Cô có bảng nhân 2. Bây giờ, từ bảng nhân 2 này, ta có thể viết thành phép chia 2 nhân 1 bằng 2. Chúng ta có thể viết thành phép chia 2 chia 2 bằng 1. Tương tự như vậy, phép nhân 2 nhân 2 bằng 4. Chúng ta có thể viết thành phép chia tương ứng là 4 chia 2 bằng 2. Phép nhân 2 nhân 3 bằng 6. Ta có thể viết thành phép chia 6 chia 2 bằng 3. Và phép nhân 2 nhân 4 bằng 8, ta có thể viết thành phép chia 8 chia 2 bằng 4. Tương tự như vậy, 2 nhân 5 bằng 10, ta có phép chia 10 chia 2 bằng 5. Phép nhân 2 nhân 6 bằng 12, ta có phép chia 12 chia 2 bằng 6. Và 2 nhân 7 bằng 14, tương tự ta cũng có 14 chia 2 bằng 7. 2 nhân 8 bằng 16, ta có phép chia 16 chia 2 bằng 8. 2 nhân 9 bằng 18, ta có thể thành lập được phép chia tương ứng là 18 chia 2 bằng 9. Và phép nhân cuối cùng 2 nhân 10 bằng 20, ta có thể lập được phép chia tương ứng là 20 chia 2 bằng 10. Vậy thì từ cái bảng chia các bạn, bảng chia 2 các bạn đã thành lập, chúng ta đã thành lập lên được, thì các bạn thấy nó có một cái điểm chung nào? Dòng thứ nhất của bảng chia 2 là các số đếm thêm 2 từ 2 cho đến 20, và dãy số thứ hai của cột thứ hai là 2, và dãy số thứ ba là các số từ 1 đến 10. Các bạn lưu ý, các bạn cần phải đọc thuộc bảng chia 2 để chúng ta làm toán tốt hơn. Tương tự như bảng chia 2, dựa vào bảng nhân 2 và
bảng bảng chia 2 và bảng nhân 3 chúng ta đã học, ta có thể dễ dàng thành lập được bảng chia 3 như sau. Cô có 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa như vậy có 3 chấm tròn. Ta có thể thành lập được bảng nhân và phép nhân 3 x 4 bằng 12. Tương tự như vậy, từ phép nhân 3 x 4 bằng 12 ta có phép chia 12 chia 3 bằng 4 và 12 chia 4 bằng 3. Thì từ cái bảng nhân 3 mà chúng ta đã học, chúng ta có thể dễ dàng thành lập được bảng chia 3 như sau. Ba nhân một bằng ba, ta có phép chia tương ứng của bảng chia ba như sau. Vậy thì từ cái bảng chia ba này, các bạn cũng nhìn thấy nó có một cái điểm chung nào đó. Thứ nhất là dãy số, dãy số thứ nhất là các số 3 cho đến 30, nhưng mà nó đếm thêm 3. Và dãy số thứ hai là 3. Dãy số tiếp theo nó là các số từ 1 đến 10. Các bạn lưu ý các bạn cũng phải đọc thuộc bảng chia 3 này để chúng ta làm được các bài tập nhé. Bây giờ cô có một bài tập. Bài 1, người ta yêu cầu tính nhẩm. Sáu chia ba, chín chia ba, 18 chia ba, 3 chia ba, 12 chia ba, 21 chia ba, 15 chia ba, 30 chia ba, 24 chia ba, 27 chia ba. Thì từ cái phép chia chúng ta đã thành lập lên được bảng chia ba. Dựa vào cái bảng chia ba đó, chúng ta có thể thực hiện bài toán này như sau. Thì bài tập 1 này nó cũng tương tự như cái bảng chia 3 chúng ta vừa thành lập, nhưng mà nó chỉ đảo vị trí các số trong bảng chia 3 thôi. Bài tập 2. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Trước tiên chúng ta sẽ tóm tắt ba tổ có 24 học sinh. Vậy thì một tổ sẽ có bao nhiêu học sinh? Một tổ ở đây có nghĩa là mỗi tổ đó. Ta có thể làm lời giải của bài toán như sau. Số học sinh mỗi tổ có là, hoặc là mỗi tổ có số học sinh là, ta lấy 24 chia 3 bằng 8 học sinh, đáp số 8 học sinh. Các bạn nhớ, chúng ta phải học thuộc bảng chia 2 và chia 3 để chúng ta làm các bài toán tốt hơn nhé. Cô chào các bạn.